coi chưa quán? Đang định quay clip hả anh? Hôm nay anh tính làm một cái clip gì đó cho các bạn xem nè. Em mới được tặng cục đá canxit, anh thấy có đẹp không? Đá canxit à? Em gọi đây là đá hả? Đây là khoáng vật mà. Ủa vậy chứ khoáng vật và đá có gì khác nhau vậy anh? Ồ, nó khác nhau đó nha, đá và khoáng vật khác nhau đấy. Ai cũng gọi đây là đá nhưng thực tế nó là khoáng vật. Vậy hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề đó là đá và khoáng vật khác nhau chỗ nào? Phân biệt giữa đá và khoáng vật thế nào thì đầu tiên anh sẽ phân biệt cho quan về đá trước ha. Đá là sẽ như thế nào nha, thì đây có 3 mẫu, anh sẽ gọi mẫu trước thì anh sẽ nói về đá. Chị, đá là cái gì nhỉ? Quan có thể nghe nói tới đá xây dựng đúng không? Đá mà dùng để ốp lát trong nhà. Vậy đá là gì? Đá thứ nhất đó, nó phải là một vật chất rắn, nó phải rắn nha, nó cứng và được hình thành trong điều kiện tự nhiên, nó không thể nào kiểu được con người hình thành được, bắt buộc ở trong điều kiện tự nhiên mà không có sự tác động của bất kỳ một sinh vật nào hết, kể cả con người. Và tuổi đời của đá có thể lên tới hàng tỷ năm. Khi trái đất chúng ta được vừa hình thành xong thì cũng là lúc đó đã có đá rồi. À, mọi người có thể hiểu như vậy. Đó, một cái định nghĩa cơ bản cho quan biết về đá là như thế nào. Thì đá các nhà khoa học chia ra làm ba loại cơ bản. Thứ nhất, cái loại đá đang cầm trên đây được gọi là igneous, có nghĩa là đá mắc mang. Ha, loại đá này cực kỳ phổ biến trên đất và có ứng dụng rất nhiều. Ha, như là đá xây dựng đó, quan thấy không? Đá xây dựng nó cũng là một phần của đá mắc mang. Ha, đó là đá mắc mang nè. Loại thứ hai ở đây á được gọi là sedimentary ha, gọi là đá trầm tích. Thì ở đây quan có thể hình nhìn thấy giống hình dạng gì không? Này nhìn giống con ốc quá anh. Đúng rồi, chính xác, đây là đá trầm tích mà đồng thời nó cũng là một hóa thạch nha các bạn nha. Hóa thạch thì đơn giản là gì? Hóa thạch thường được tìm thấy ở đá trầm tích nha các bạn. Đá trầm tích cũng là một loại đá phổ biến thứ hai trên trái đất nha. Đó, cơ bản vậy. Và thứ ba, chúng ta có một loại đá hiếm hơn, loại đá được gọi là đá biến dấp nha. Loại đá này sẽ khó tìm hơn hai loại còn lại. Hai đá biến dấp ở đây. Thì ở đây clip này mình sẽ không nói nhiều về đá, mình sẽ dành cho một chuyên mục sau, mình sẽ nói sâu về cho các bạn về các loại đá, các loại ứng dụng cơ bản và dĩ nhiên là sự chuyển hóa của tụi nó trong tự nhiên. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói chủ yếu là phân biệt cho các bạn thấy giữa đá và khoáng vật như thế nào ha. Thì đó là đá rồi. Vậy bạn có thắc mắc đá được hình thành từ đâu, được hình thành từ cái gì không? Em có suy nghĩ nó hình thành từ cái gì không nhỉ? Em muốn biết nữa, anh có thể nói cho em biết không? Dĩ nhiên nó sẽ phải liên quan tới cái thứ chúng ta cần nói đây, chính là khoáng vật nha các bạn nha. Thì đá được hình thành từ nhiều loại khoáng vật nha các bạn nha. Một cục đá này có thể chứa được 2-3 loại khoáng vật khác nhau, tụi nó kết hợp với nhau để sinh lên một cục đá ha, đó chính là khoáng vật. Vậy khoáng vật là gì thì chúng ta sẽ nhìn phía bên này nó sẽ như thế nào. Thì khoáng vật ở đây thì mình có mang ba mẫu tới. Thứ nhất là pyrite các bạn ha, đây là một mẫu khoáng vật cực kỳ đặc biệt với cái hình là hình lập phương nè các bạn, hình lập phương một bóng kim loại. Mẫu thứ hai chính là fluoraapophyllite ha, đây là một cái mẫu cũng rất đặc biệt luôn. Các bạn thấy những cái hình dạng của nó, đây là những hình dạng tự nhiên chưa hề mài nha. Và một cái khoáng vật nữa, bạn có thể nhìn thấy giống cái gì không nè? Nhìn nó giống cục gạch xây nhà. Chính xác, nhìn giống cục gạch xây nhà nhưng nó cũng là khoáng vật đấy, cũng không được gọi là đá đâu nha. Đây được gọi là khoáng vật orthoclase ha. Đó, thì ở đây nó khác nhau chỗ nào? Là ở đây là hồi nãy như anh nói được là khoáng vật, nhiều khoáng vật như thế này thì nó sẽ sinh thành nên một cục đá. Tùy loại đá hay nào nó sẽ có những loại khoáng vật khác nhau. Thì khoáng vật á, nó cũng là được chất rắn luôn, nó cũng được hình thành trong tự nhiên không phải tác động của sinh vật luôn nha. Nó có công thức khoa học rõ ràng, nhớ cho anh nha, đá thì không có công thức khoa học nha. Đá không có công thức khoa học rõ ràng nha, nhưng mà khoáng vật nó được là tinh thể và nó có công thức khoa học rõ ràng. Anh ví dụ đây như là pyrite nè, đúng qua đây công thức khoa học là gì, chúng ta có học trong hóa rồi đó. Thì không nhớ pyrite à, FeS2 đúng không anh? Chính xác đó, nó có một cái gọi là công thức khoa học rõ ràng nha. Còn những cái loại này nó sẽ khó hơn cho quan, bởi vì những khoáng vật này nó sẽ có những công thức nó phức tạp hơn, nhưng nó sẽ vẫn có một cái công thức rõ ràng. Và dĩ nhiên hồi nãy như nó là khoáng vật thì nó có cấu trúc tinh thể nha các bạn nha, có cấu trúc tinh thể. Thì chính vì nó có những cái cấu trúc tinh thể, nó có những cái mạng lưới sắp xếp cực kỳ trật tự nha các bạn, và nhất định nên nó hình thành lên những hình dạng tinh thể như thế này đó. Nha các bạn thấy không? Đây là những hình dạng hoàn toàn tự nhiên chưa hề mài dũa nha các bạn, đó là như thế này. Thì đấy là một điều cơ bản nhất để cho quan thấy giữa đá và khoáng vật nó khác nhau ra sao ha. Vậy anh có một câu hỏi nho nhỏ cho quan thử. Anh có nghe bạn bè nói về đá thạch anh nè, đá thạch anh rồi đá ngọc lục bảo nè, vậy đó có phải là đá không? Tổng kết lại những gì vừa nãy anh nói thì khoáng vật là nó phải có công thức hóa học và phải có cấu trúc tinh thể xác định. Thì theo em nghĩ thì đá thạch anh và đá ngọc lục bảo, những cái thứ người ta nói vậy thì không nên gọi là đá mà chúng ta phải gọi là khoáng vật.
chính xác là như vậy. Thì thường chúng ta thường hay lầm lẫn, chúng ta cứ gọi mọi thứ đây là đá và đây cũng là đá, mọi thứ cứ gọi lụng ngoài tự nhiên nha các bạn, những cục này gọi là đá, đây cũng gọi là đá nha các bạn. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa đâu là khoáng vật, đâu là đá các bạn nha. Có những loại khoáng vật rất là nhỏ, nó không thấy to như thế này cho các bạn thấy đâu, nó rất là nhỏ xíu, các bạn có dùng bằng kính hiển vi có thể nhìn được, nhưng nó như được gọi là khoáng vật chứ cũng không gọi là đá nha các bạn. Đó, còn đây là mới chính xác được gọi là những cục đá nha các bạn nha. Các bạn tổng kết lại thì các bạn nhớ, khoáng vật thứ nhất nó phải có một cái công thức khoa học rõ ràng, cái thứ hai là nó phải có một cái cấu trúc, một cái hình dạng, một hình thù cực kỳ đặc biệt. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là hình lập phương này, các bạn là hình lập phương, đơn giản ở đây là các bạn thấy là hình giống như một cái hình hộp chữ nhật thì các bạn. Đó, nó có những cấu trúc tinh thể, thì trong những clip sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chuyên mục riêng về khoáng vật và cấu trúc tinh thể để các bạn có thể hiểu rõ hơn cấu trúc tinh thể như thế nào. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề đá và khoáng vật và đặc biệt là tinh thể nuôi, các bạn có thể inbox tại trang Facebook của tinh thể học Crystallography của nhóm nghiên cứu tinh thể Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu các bạn thấy clip này bổ ích thì cho chúng mình một subscribe và like nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.